Ok, và hello anh em, chào mừng em quay trở lại với channel của mình là Thế Di đây. Và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với series đó chính là Dragon City nhé. Và nếu như em nào thích video này, hãy lại cho mình một like, một comment và một chia sẻ nha. Nó sẽ là cái động lực rất là lớn để mình làm thêm nhiều video hay hơn nữa trong tương lai nhé. Và chúng ta bắt đầu thế nào, let's go. Thì chúng ta sẽ tiếp tục đi thu thập rồng nha anh em. Dĩ nhiên là sẽ đi tìm những loài rồng mới, những cái con rồng đẹp để có thể review cho anh em xem. Và mình nhớ ở trong kia nó sẽ có một con rồng rất là xịn sò, sự kiện mới anh em ơi. Sự kiện lấy coin này là sự kiện hoàn toàn mới nhá. Và chúng ta sẽ cùng xem trong này nó sẽ có cái gì nha anh em. Cái Dragon TV Collection này mình đang cố gắng mình sang thu thập đủ các cái item để mình làm thôi anh em ạ. Rồi, cho chúng ta xem luôn. Đây là sự kiện mới, đây là sự kiện mê cung nha. Sự kiện có vẻ như khá là hay ho. Thì có gì mới? Có một con Black Magic Dragon, một con pháp sư thầy phù thủy, nhìn nó khá là tù à. Tiếp theo chúng ta có một con Libin, không đẹp lắm. Một con Epic, một con Ancient Magic. Với con này thì nó có sẽ có hệ của không gian và nó không bị khắc chế nha anh em. Một con Legion mới, một con Fire Fries Dragon, một con bọ anh em ạ. Con này giống kiểu là con bọ hung hay là con gì ấy, hay là bọ 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 dừa, nhưng mà nó là thuộc hệ lá và hệ đá, nhìn khá đẹp. Có lẽ sẽ lấy con này chăng? Có thể sẽ lấy con đấy. Một con Fire Fox Dragon khá đẹp, với hệ gió và đôi cánh thiên sứ. Tiếp theo là một con rồng mọc sừng, một con tuần lộc mọc sừng à, nhìn hơi bị ngố à. À, cái đầu ở đầu vẹt đấy anh em ơi, cái mỏ này mỏ vẹt rồi đúng không? Nhìn dị nhỉ. Một con Fire Fest có hệ lá đầu tiên cũng được, khủng long. Con này khá cũ hay sao anh em ạ? Grand Gator, con này chắc chắn là sẽ mất rất rất nhiều coin. Thì cái khả dụng duy nhất là chúng ta sẽ đi lấy cái con này, và chắc chắn mấy hôm nữa sẽ có thêm một con nữa. Fire Fright, con này khá đẹp. Đây là mê cung nhá. Toàn bộ cái mê cung nhìn nó khá là chằng chịt và lằng ngoằng, thật sự là khá là ngoằng loằng ngoằng ấy. Nhưng mà như cái được cái là đẹp, rất đẹp. Cho sẽ đi lấy con này nhá. Đó là con Fire Fright Dragon. Và 9 ngày nữa thì nó mới bắt đầu là mở mở bán đấy anh em nhá. Nói chung chúng ta còn rất là nhiều thời gian nữa. Chúng ta sẽ lấy cái Fairy Dust ở bên này. Chắc chắn là mình sẽ không lấy được cái hòm đâu anh em ạ, nên cứ thoải mái đi. Không lấy được cái hòm thì cũng không sao nha. Ok, chúng ta sẽ sử dụng Electric Shock như thế này. Được thôi. 13.176 máu. Ok bạn này. Rồi, chúng ta sẽ đánh cái Infamous Cup ở bên này nha. Loki, Odin và Shortis. Rồi. Chiến đấu anh em ơi, chúng ta sẽ Buster trước. VS đánh nhau bọn này cái này. 57.954 và chúng ta sẽ dùng cái Ice Spiker. Đấy. Cái này sẽ là 23.400 máu. Chúng ta sẽ sử dụng cái Ice Spiker này nhé. Rồi, chúng ta sẽ pull line luôn đấy anh em. Pull line. Rồi, chúng ta đã xong. Chúng ta đã thắng. Và mình đã lấy xong mấy cái chảy rồi, mình lấy cái coin đi. Ở trong này nó cũng sẽ có hòm nha anh em. Có vài cái hòm nó cũng gọi là hay ho. Rồi, lấy cái coin trước. Lấy coin trước. Mình có một con Fire Flower và mình hoàn toàn có thể summon nó ra. Không đủ, hình như là không đủ orb thì phải. Cái này là chúng ta sẽ có thể là cho lên một sao để cho con Heroic của chúng ta. Fire Flower mình chỉ có 40 orb rồi. Nó không. Ok. Rồi.
Rồi chúng ta sẽ lựa chọn ở bên này chúng ta sẽ tiếp tục. Bên này thì chúng ta sẽ sử dụng cái gì nhỉ? Mình đoán là mình sẽ sử dụng cái nào nhỉ? Mình sẽ nó bắt mình vào đây để xem cái tutorial, mình khó chịu thật sự luôn. Ở đây sẽ có lấy một cái chìa khóa này. Mình sẽ cho cái con kia lên. Dĩ nhiên rồi, mình sẽ empower nó lên nhá. Tăng cường sức mạnh của con Heroic không biết có đủ không? À đủ anh em ạ. Có thể cho lên một sao được. Dành cho bé này của chúng ta. Cho lên sao anh em? Dĩ nhiên cho lên sao rồi. Empower lên nào. Tăng cường sức mạnh lên. Nó sẽ mất khoảng hơn 2 ngày để nó bắt đầu làm xong cái nhiệm vụ này. Chúng ta sẽ quay trở lại với cái League Spatter để tiếp tục là chơi trong cái này nha anh em. 1, 2, 3, 4, 5. Nói chung là khá là thoải mái để chiến với cái này. Không phải là quá khó khăn thì cho mình lắm. Dễ thôi mà anh em nhá. Rồi chúng ta sẽ pua fly cộng như thế này. Tấn công thôi. Chúng ta sẽ sử dụng với cái Warfish. Đấy, đã xong. Claim luôn anh em nhá. Chúng ta claim xong. Tấn công anh em ơi. Pua lại. Tấn công phát nữa. Warfish. Đơn giản như đang rổ vậy. Xong, Warfish cũng đã xong. Tấn công thêm phát nữa nha anh em. Alex Aster. Tuyệt vời. Như vậy chúng ta tiêu diệt xong bọn này rồi. Claim này. Và chúng ta sẽ còn một trận nữa. Là nó bị tiêu diệt. Đấy. How Dragon Eternal. Warfish nha anh em. Rồi chúng ta có 5 sao. Đánh nhau với mấy con này nó khá là dễ. Mấy con Heroic dù có 2 sao thì nó cũng không thể nào ấy được. Tại vì tối đa level cho này chỉ có level 40 thôi. Mấy chỉ có level 40 thôi anh em nha. Rồi chúng ta sẽ tấn công luôn. Claim này anh em. Chúng ta đã xong và mình sẽ chuyển qua cái trận mới ở bên này. Bên này thì chúng ta lại phải vào đây. Thôi cứ đi anh em, đi một bước đi cho nó gọi là đỡ gọi là mệt thề. Bắt mình đi thì mình đi thôi. Chúng ta còn nhiệm vụ 3 trận trong đấy này, nhiệm vụ đánh League Battle này, nói chung là còn khá là nhiều ấy. Cứ đi đã nhá. Ngay cạnh mình có cái hòm này. Đây, ấn vào đây để xem coi cùng cái gì đó. Rồi, xong. Bây giờ mình ấn vào đây thì không vấn đề gì cả nữa. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua cái Master Dax. Master Dax thì nói chung nó cũng khá là dễ. Đổi này lại thành con thần rừng của chúng ta. Rồi, chúng ta sẽ tấn công level 35. Nhìn chung thì nó cũng không phải là quá khỏe cho lắm. Nó mức ở độ chấp nhận được và mình hoàn toàn là đánh nó khá là dễ dàng. Nó có khiêng anh em ạ. Mình biết không, quên mất nó con này còn có cái khiêng. Khá khó chịu chứ. Nó có cái khiêng đỡ đòn được. Ghét ghê. Vampire đẹp thế nhờ. Tại là vampire. Ui sao lắm vampire thế này. Ui cái thanh niên này lắm vampire thật. Toàn vampire rồi anh em ạ. Đại gia rồi. Sở hữu 2 vampire. Ui nó khỏe thế. Có ánh sáng không? Ôi không may quá không sợ. Khỏe lắm anh em ạ. Ui cái nồi gì đấy? Bóng tối á. Cái con nồi sao toàn đam khỏe thế? Con kia sẽ diệt quỷ hay con kia khỏe hơn nhỉ? Chết rồi, thế này thì tèo rồi. Gaia Sap, cái khả năng hồi một chút máu. Đừng chết. Chết luôn rồi. Khỏe nhờ.
Bá đạo quá anh em ạ. Hai vampire, đúng là đại gia. Gặp ngay đại gia phố núi khác. Kinh hoàng, tí thì thua kìa. Sợ chưa anh em? Chứng tỏ có khá nhiều đối thủ mạnh chứ không phải là ai cũng yếu đâu nha. Ai cũng rất là mạnh, ai cũng rất là bá đạo, hạt gạo. Không cẩn thận là mình sẽ bị gọi là đấm cho sấp mặt luôn ấy. Đây này, bây giờ là 70 này, Dungeon Lord này, Snapper này. Sao toàn quái vật vậy? Hình như là mới hai Whisper 50, 40. À đây rồi, team này thì nó sẽ có lẽ là sẽ nhẹ đô hơn một xíu anh em nhá. Sẽ nhẹ đô hơn một xíu anh em ạ. Rosie khỏe nhờ. Con này là khắc chế chúng ta, thế mới cày nha. Không biết là đánh kiểu gì đây. Mày quá đã giết rồi, nhưng lại bị khắc hệ anh em ạ. Cay thật. Mình gần hai đòn, may quá. Tinh tinh của chúng ta khắc hệ anh em ơi. Tuyệt vời. Chết rồi. Bây giờ đánh con này thì cũng mệt đây. Cũng rất là mệt đây. Hy vọng là ổn. Một đòn thôi là nó sẽ bay. May quá, nó không khắc hệ mình anh em ạ. Tuyệt vời, tuyệt vời, tuyệt vời, tuyệt vời. Quá hay luôn. Rồi, và chúng ta sẽ kêu nhé. Xin chào lại anh em trong tập kế tiếp nha. Bye bye.